Chúng tôi đi vào xuất phát từ 158 Bùi Thị Xuân. Chúng tôi dừng lại mua bắp và khoai lang. Hôm nay sẽ là thức ăn chính của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục chạy theo đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Chúng tôi cua trái vào đường Ancoret. Cô phải theo hướng làng Cù Đần. Tôi đi men theo một đường nhỏ và lên khu vực có một cái ngôi nhà bằng gỗ. Theo dốc bản thương cho xem luôn các bạn. Và số 1 luôn. Nói chung để vào được đường vào cây thông cốt đơn thì không phải là đơn giản các bạn. Xe của tôi không phải là đi nữa mà xe của tôi đang ở chế độ là bay. Bay trên những rễ cây. Và chúng tôi hôm nay gồm 6 người. Nếu các bạn là đi xe số nhá, tuyệt đối đừng đi xe ga nhá, chị rất thương cái xe các bạn ạ. Bây giờ mình đi ở số 1. Tay ga rất giỏi luôn. Đã tới được cây thông ngôi đơn này không hề đơn giản. Thả cho nó chơi tự do đi. Sao vậy? Cái hướng đi xuống nè. Cố lên. Kìa anh không chạy được, để em chạy kìa. Nghe
Nếu như những nơi khác các bạn sẽ nhìn thấy những đàn bò đang ngậm cỏ, thì ở đây chúng tôi nhìn thấy một đàn ngựa. Đây, tại khu vực gần với lại đồi thông. Đồi thông đây gần với lại khu của mà cái thông Cô Đơn. Sau khoảng 30 phút băng qua những cánh rừng, băng qua những đoạn đường rất chi là khó đi, thì đây các bạn ơi, các bạn đã đến được với lại là cây thông Cô Đơn. Ở đây mình nhìn thấy là có 3 cây thông Cô Đơn nằm ở 3 góc khác nhau. Nếu mà xếp chúng lại với nhau thì sẽ thành một hình tam giác các bạn nhé. Đây, đó, 3 cây thông. Không chỉ có đoàn của chúng tôi mà có rất nhiều đoàn đang tập trung tại khu vực này. Một số đoàn là đi xong về luôn, một số đoàn là sẽ cắm trại và ngủ lại ở đây. Hôm nay chúng tôi sẽ quyết định là cắm trại và ngủ lại ở đây. Rất nhanh, sau khoảng 3 phút chúng tôi đã có một cái lều. Hướng thẳng ra cái sông. Khi mà quạt không có thì chúng tôi dùng flycam. Trời ơi, gà ngon quá trời. Gà nướng này, xiên nướng này, cháo gà này, cháo gà này, trai đẹp này, trai đẹp này, gái đẹp này. Phía đối diện các bạn là hoàng hôn đang xuống, những đám mây nó thành màu hồng phía kia. Hôm nay hiện tại là chúng tôi nhìn thấy hai đội đang cắm trại ở đây, đội chúng tôi và một đội ở phía góc kia. Đây là hai diễn mẫu của chúng tôi. Hôm nay lần đầu tiên chúng tôi sẽ đi mô tô trên đây là mặt hồ. Hồ của cây thông Cô Đơn. Anh đi chứ, anh đi mình qua được hai em chứ. Rồi mà em lên cano. Ngồi phía sau cùng nha, hai em ngồi phía sau cùng nha. Đi xe ngồi đầu, đi tàu ngồi sau nha. Không sao đâu em. Rồi mình sẽ vòng một vòng vào bên kia để mình ngắm cái hoàng hôn đấy. Mình chạy nha các bạn, đi máy này. Chào nào, mấy tay chào nào. Phía đâu, 1, 2, 3, rô nhá. 1, 2, 3, rô. Hô to lên, lại nào. 1, 2, 3, rô. 2, 3, rô. 2, 3, quân. Rồi, xinh cực kỳ luôn nhá. Đây là một vòng bên hồ các bạn nhá. Đó, cano chúng tôi đang chạy xung quanh hồ. Đó. Rồi, vòng cua ba cái, một về là vừa. Và đẹp quá trời đẹp. Rồi các bạn ơi, mình đi đâu đây? Các bạn ơi, mình đi đâu đây? Rồi, tôi nhìn máy, nhìn các bạn hôn kìa, nhìn máy này. À, phía đối diện các bạn đó là một cây thông Cô Đơn. Rồi ok, vòng bè thôi. Ba phát trận. Rồi địa vào. Lá lướt vào. Rồi tóc váy nó quay vòng tròn này, coi. À váy đầu tóc. Rồi bắt đầu chạy nhanh. Rồi. Sau khi tụi mình đi cano về thì đây.
một thiên đường sống ảo đã mọc lên trước mắt các bạn. Có cây thông, có bờ hồ, nhà có xe, có gái, có đèn, có đồ ăn. Gái cực kỳ đẹp luôn. Rồi nhà mình cầm ly lên hộ mình nhá, nhà mình cầm ly lên nào. Thôi nhá. Rồi, 1 2 3 xô. 2 3 xô. 2 3 uống. Rồi, uống đi em. Uống thật nhá. Uống đi em. Rồi. Cặp đôi dễ thương. Ở lúc 5 giờ 30 sáng chúng tôi dậy săn bình minh. Nhưng mà trời rất âm u. Thì mình không biết khi nào mọc lên. Quay tôi là trả tiền các xe tôi. Em một khóa kính tiểu ạ. Quay cả đêm luôn, khóa luôn được. Nhìn cao lên xíu, cao lên xíu. Đó. Đó. Rồi, đẹp rồi. Một cái cấn à. Ồ, gần ưu tiên trước này. Phong mà thiên bình đó. Cảm xúc ra rồi, trời ơi. Nghệ sĩ lãng tử. Con bò nó chửi em nãy giờ đấy. Cố lên em ơi, cố lên. Rồi qua luôn, đi thẳng luôn. Đi đi. Con đường phía trước còn rất dài các bạn ạ. Rất dài. Đi thôi.